Cả nước Mỹ như đang sục sôi trong hội chứng Ferguson khi mà các cuộc biểu tình cũng như bạo loạn đã lan sang các bang khác. Người ta hết sức phẫn nộ trước cách hành xử bạo lực của cảnh sát với người dân, đặc biệt là với người da đen. Và sự tức giận này còn bị tăng gấp bội sau khi lộ một đoạn băng hình cho thấy một cô bé da đen 12 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết trong vài giây sau khi thấy em chơi đùa với một khẩu súng đồ chơi. Hôm qua, sở cảnh sát của thành phố Francisco, bang California đã bị một đám đông bao vây. Xô xát đã diễn ra và khiến cho ít nhất là 2 cảnh sát bị thương. Các hành động đập phá xe cộ để biểu thị sự tức giận cũng tiếp tục bị lặp lại. Tình hình cũng xảy ra tại các thành phố khác của bang Missouri hay bang Illinois, New York, v.v. Trong khi đó, thì tại thành phố Ferguson, tâm điểm của vụ việc, mới đây một phụ nữ mang thai đã bị mù một bên mắt khi không may trúng phải đạn túi đậu mà một cảnh sát bắn ra do tưởng vợ chồng cô có ý định tấn công mình. Tôi vô cùng thất vọng trước cách giải quyết của các cảnh sát ở đây. Tôi hiểu là tình hình đang hỗn loạn, nhưng một phụ nữ đang mang thai ngồi trong xe ô tô thì có thể gây rối như thế nào mà phải dùng súng bắn. Trong khi gia đình nạn nhân Donella Conner muốn đòi lại công lý cho con em họ, thì dư luận Mỹ lại tiếp tục phẫn nộ vì một sự việc khác được cho là tiếp thêm dầu cho ngọn lửa Ferguson. Cảnh sát bang Ohio vừa mới công bố một đoạn băng hình cho thấy một trong số các cảnh sát Mỹ đi tuần tra đã bắn chết cậu bé 12 tuổi gốc Phi Tammy Rice sau khi có tin báo của người dân rằng có một cậu bé đang gây nguy hiểm cho cộng đồng với một khẩu súng trong tay. Vụ việc xảy ra hôm 22 tháng 11 vừa qua. Viên cảnh sát đã bắn khẳng định anh ta chỉ làm đúng phận sự và đã yêu cầu cậu bé bỏ khẩu súng xuống đất 3 lần trước khi nổ súng. Hai viên cảnh sát của chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ dân chúng và họ đã buộc phải làm điều mà không ai muốn cả. Được biết, khẩu súng trong tay của Rice chỉ là một khẩu súng hơi, nhưng trông khá giống loại súng ngắn bán tự động. Cả hai viên cảnh sát đi tuần tra đang tạm thời bị đình chỉ công tác để chờ điều tra.